Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin nóng nhất sáng ngày 14 tháng 12 mà chúng tôi vừa cập nhật. Thành phố Hồ Chí Minh mạnh tay xử xe đỗ sai quy định. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tăng cường theo dõi, phối hợp xử lý các xe không chấp hành quy định khi sử dụng lòng đường để đỗ, dừng. Đồng thời phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai hình thức xử lý vi phạm hành chính thông qua hệ thống camera hoặc các thiết bị phù hợp khác. Sở Giao thông Vận tải Thành phố cho rằng thông qua nhiều giải pháp, người lái xe ngày càng có ý thức chấp hành việc đóng phí hoặc dừng đỗ xe ô tô đúng quy định. Tuy nhiên, luật vi phạm vẫn còn cao, tập trung trên một số tuyến đường như Ngô Đức Kế, Đông Du, quận 1, Tản Đà, An Dương Vương, quận 5. Hiện nay xuất hiện tình trạng đối phó như đóng phí một giờ đầu nhưng đỗ xe trong thời gian dài. Một giải pháp khác được Sở Giao thông Vận tải thực hiện nữa là đôn đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích thanh niên xung phong thường xuyên kiểm tra, điều chỉnh việc tổ chức đỗ xe nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường để đỗ xe. Bảo hiểm y tế chi 657,7 tỷ cho bệnh kèm theo của người mắc COVID-19. Số liệu từ Hệ thống Thông tin Giám định Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, chi phí điều trị bệnh khác ở người bệnh COVID-19 năm 2021 đã được cơ sở khám, chữa bệnh đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán tăng lên hơn 25 lần so với năm 2020 và trong 9 tháng năm 2022 đã tăng hơn 5 lần so với năm 2021. Theo báo cáo của 24 tỉnh thành, một số tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai chưa báo cáo số kinh phí thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 là 1.006 tỷ đồng. Chi phí khám, chữa bệnh do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả đối với các bệnh kèm theo của người bệnh mắc COVID-19 là 5,43 tỷ đồng năm 2020, 136,3 tỷ đồng năm 2021 và khoảng 657,7 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2022. Chi phí thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 ở người bệnh sau khi xét nghiệm được xác định không mắc COVID-19 đã được bảo hiểm thanh toán là 21,4 tỷ đồng năm 2020, 121,8 tỷ đồng năm 2021 và 21,4 tỷ đồng 9 tháng năm 2022. Chi phí này được chi căn cứ theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Phòng, Chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Ngân hàng Nhà nước có thêm Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước. Theo Nghị định 102 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, không còn vụ thi đua khen thưởng và trường bồi dưỡng cán bộ ngân hàng, bổ sung thêm Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước. Tổ chức của Ngân hàng Nhà nước theo nghị định mới có 25 đơn vị, trong đó có 20 đơn vị hành chính, giúp Thống đốc Ngân hàng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng Ngân hàng Trung ương, cùng 5 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước. Mỗi địa chỉ nhà thuê chỉ được ký một hợp đồng bán điện. Dự thảo hướng dẫn của Bộ Công Thương về giá bán điện sửa đổi cho biết, trường hợp có thể kê khai được số người, thì cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt. Dự thảo hướng dẫn cũng cho biết tại mỗi địa chỉ nhà cho thuê, bên bán điện chỉ ký một hợp đồng mua bán điện duy nhất. Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm cung cấp thông tin về cư trú của người thuê nhà. Dự thảo này cũng cho biết sẽ sửa đổi quy định đã ban hành năm 2014 với nhiều quy định xung quanh giá bán điện cho chung cư, điện sinh hoạt nông thôn. Đánh giá toàn diện vướng mắc các dự án BOT giao thông. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương nghiên cứu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số dự án BOT do Bộ quản lý. Đồng thời tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện vướng mắc, bất cập của các dự án giao thông đầu tư theo phương thức BOT, bổ sung, làm rõ tác động có thể xảy ra khi thực hiện giải pháp, chính sách xử lý vướng mắc, bất cập, làm rõ trách nhiệm, căn cứ pháp lý để nhà nước bố trí ngân sách nhà nước thanh toán cho các nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Mỹ sắp gửi hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tới Ukraine. Theo đài CNN, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang hoàn tất kế hoạch gửi hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tới Ukraine. Theo ba nguồn tin, kế hoạch này có thể được công bố ngay trong tuần này. Kế hoạch sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin ký duyệt trước khi được gửi tới cho Tổng thống Joe Biden ký. Đây sẽ là hệ thống vũ khí phòng thủ tầm xa hiệu quả nhất được gửi đến Ukraine.
Không rõ có bao nhiêu bệ phóng tên lửa sẽ được gửi đi, nhưng một khẩu đội Patriot điển hình gồm một bộ radar phát hiện và theo dõi mục tiêu, máy tính, thiết bị phát điện, trạm điều khiển và tối đa 8 bệ phóng, mỗi bệ chứa 4 tên lửa sẵn sàng triển khai. Một khi được phê duyệt, việc chuyển các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tới Ukraine sẽ diễn ra trong vài ngày. Phía Ukraine sẽ được huấn luyện để sử dụng nó tại căn cứ quân sự Mỹ ở Grafenwöhr, Đức. Ukraine đã đề nghị Mỹ hỗ trợ hệ thống này nhiều tháng qua. Các nước thành viên NATO đang thiếu vũ khí và đạn dược do xung đột ở Ukraine. Tạp chí Newsweek dẫn lời bà Julian Smith, đại diện thường trực Mỹ ở NATO cho biết, sự thiếu hụt này là nghiêm trọng với cả Ukraine và các đồng minh của NATO. Washington và các đồng minh đang cố gắng thuyết phục các công ty quốc phòng phương Tây tăng cường sản xuất vũ khí và đảm bảo sẽ có đơn hàng trong tương lai dài hạn. Quý vị vừa nghe tin tức sáng của báo Tuổi Trẻ.